Cái chiêu đó hay nha. Phải xóa cái clip dí bắt rái cá mới quay được cảnh phóng sanh hôm nay. Máy móc đồ nó đầy pin hết rồi. Rồi anh chị thả giùm em quay thôi. Thả đi. Thả trên kia nước trong kìa. Dưới đây. Thả nào nước trong. Đứng hay chưa? Đừng có nhúc nhích nhiều, nhúc nhiều cái nó lật luôn. Phải chi cá nguyên quay qua em nè, để xuống nước luôn, để xuống nước. Bữa nay tâm pháp đẹp dữ vậy. Tự nhiên đó ào ào xuống làm đục nước luôn. Rồi cái càng nó to quá ha. Đồ đẹp mà người thả không đẹp gì hết. Người thả không đẹp. Thả xuống để cái thùng xuống luôn. chơi nhau mà chạy vỗ không. Nghe kìa, còn đâu không sao kìa, không tìm xuống mày, còn đâu không sao kìa. Em cuối cùng em xuống đi em thôi. Còn cá bơn sống chết rồi sao nó lật nữa rồi nha. Cá bơn nó chết sống gì mới đó mà nãy nó không thở. Miệng nó còn ngáp không? Con ngáp nè. Ờ vậy được á. Để xuống hồi nó tỉnh lại. Vậy là cũng kịp lúc quá anh. Ừ. Nó còn ngáp. Lại lật nó lại. Nó còn ngáp nè. Dạ. Nè. Lật nó rồi. Vậy là hồi nó sống. Rồi. Còn gì nữa không anh? Thế rồi. Rồi cảm ơn gia đình đã giúp đỡ theo phóng sanh. Vậy là phóng 11 giờ đêm nay là mai khỏi phóng. Còn cô đó có con gì không? Hả từ đó mới ra lấy ở đây. Dạ. Yeah. Để hỏi coi sáng dặn kêu lấy 100.000 bạch tuộc không xuống lấy. Dạ 100.000 bạch tuộc quên để mai làm luôn nha. Mai buổi sáng nước nó lên phải không anh? Mấy giờ nước lên à? 7-8 giờ nước nó lên lại ha. Dạ rồi, hôm nay vậy là chúng ta đã phóng sanh luôn cho ngày mai 12 tháng 3. Dung lượng máy quay phim hết, dung lượng điện thoại hết. Giờ sáng quay clip bắt rái cá tốn dung lượng quá. Phải xóa luôn. Dạ em chuẩn bị nghỉ đăng mấy cái thông tin lên Zalo nha. Bởi vì giờ bây giờ dùng Zalo mà máy nó không còn cái dung lượng luôn. Zalo nó ngốn nhiều dung lượng quá, mấy gigabyte luôn á. Anh chắc sắp tới em đăng thông tin lên trang cộng đồng nha. Em sẽ thông báo cái việc phóng sanh mỗi ngày và cập nhật thông tin trên cộng đồng của trang YouTube Phóng Sinh. Còn mấy cái video clip em làm cho quốc tế coi á, thì em đăng trên kênh Tion. Dạ. Thì sắp tới phải chứ giờ phương tiện quay phim nó không đủ luôn nào quý vị ơi. Nếu mà muốn quay phim đủ thì em phải ráng xả mấy cái video lên trên mạng sớm. Mà chắc đang coi nhìn.
Đó. Ngày mai chắc không có đi trồng rừng luôn. Để xả video thì tiếp tục còn dùng Zalo, chứ hiện tại thì không còn cái gì để quay hết. Máy thì đơ hết trơn luôn rồi. Đây là cảnh phóng sanh xong rồi đi về lúc 11 giờ đêm. Cá thì đó là phải thả liền cái lúc này, mới người ta mới bắt lên mà nó đã đơ đơ rồi đó. Nếu mà không có giải cứu kịp lúc á thì đợi ngư dân đem về nhà nó chết hết à, nó sống không có được. Nên phải thả là phải thả liền như vậy. Ngày nào ngư dân cũng bắt thì người hiện tại ngư dân bắt bán là bắt cua biển bán và bạch tuộc bán. Bạch tuộc có thì phóng sanh theo yêu cầu á, thì em giải cứu những cái con đó nó mắc tiền. Hay là cua biển cúm nó mắc tiền. Còn cá hiện tại ngư dân bắt được nhiêu là thả hết rồi. Dạ. Thì với cái mức độ ủng hộ như vậy thì giải quyết được chưa được nhiều, chưa phóng sanh được hết. Chèo thuyền vô cũng nhanh đó anh. Dạ. Vậy ngày mai là phóng sanh 200.000 bạch tuộc nha anh. Mai hả? Dạ. Mai chừa em 200.000 nha. Còn đủ không anh? Còn hả? Dạ. Mấy con baby đồ á? Dư hả? Hay quá. Rồi sáng mai em qua em lấy. Dạ đó. Bạch tuộc thì mai em phóng sanh cho gia đình. Rồi, cho củ quyền thức tổ. Bạch tuộc nó rất là thông minh, nó có thể nhận diện được gương mặt của mình luôn mà. Mấy con này nó thông minh dữ lắm. Mà dòng đời nó cũng ngắn. Ở trong đây gọi là trees octopus, là những con bạch tuộc cây. Mà dòng bạch tuộc sống trên cây á, nó đu cho mấy cây đước á, nó sống không có thọ. Thọ mạng nó tuy không cao nhưng vai trò của nó rất là cao trong cái khu rừng này, gọi là cao nhất á. Nhưng mà nó bị ăn thịt hoài. Vai trò cao, thịt nó ngon. Bởi vì người ta nói thịt của bạch tuộc toàn protein không, rất là bổ. Nhưng protein nhiều thì quý vị biết ở đâu nhiều không? Trong những loại thực vật có màu sắc nhiều như trong chuối có rất là nhiều protein. Không ăn chuối nhưng mà thích ăn bạch tuộc vậy đó. Cái gì mà chuối mà để hồi một hồi lâu á là nó hồi nó thúi lên mùi thúi như thịt vậy đó. Bởi vì chuối nó có rất nhiều protein. Tập gym người ta thích ăn chuối chứ người ta đâu có ăn bạch tuộc. Bạch tuộc nó có chất bổ dinh dưỡng thật, nhưng bên cạnh đó nó có chất độc. Bởi vì động vật là nó có chất độc, nó có toxic. Khi mình hoạt động nhiều, mình ăn thịt động vật vào, thì cái chất độc đó lúc mình mệt mỏi á, nó sẽ giải phóng rất là nhiều. Nó khiến cho cơ thể mình đau nhức.